Ngày 9 tháng 11, Nhà Trắng cho biết Israel đã nhất trí tạm dừng hoạt động quân sự 4 tiếng mỗi ngày tại phía bắc giải Gaza để cho phép người dân ở khu vực này sơ tán khỏi cuộc chiến giữa Israel với phong trào Hamas. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ, Israel sẽ bắt đầu thực hiện việc tạm dừng hoạt động quân sự 4 tiếng mỗi ngày tại các khu vực ở phía bắc giải Gaza. Theo ông Kirby, Lệnh ngừng bắn nhân đạo đầu tiên sẽ được công bố trong ngày 9 tháng 11 và Israel đã cam kết thông báo vào thời điểm 3 tiếng trước khi bắt đầu ngừng bắn. Đồng thời, Israel cũng đang mở hành lang thứ hai cho dân thường sơ tán khỏi các khu vực hiện đang là trọng tâm của chiến dịch quân sự chống lại Hamas. Hành lang này là một con đường ven biển nối liền với đường cao tốc Bắc Nam của giải Gaza.